Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Rồi, thông tin liên hệ mọi người sẽ gọi điện thoại số này 0334830843 hoặc là nhắn tin chốt hàng. Rồi, đơn hàng mà từ 300 ngàn em miễn phí vận chuyển đến tận nơi ha. Khi mà chuyển khoản, khách mới thì ưu tiên chuyển khoản em gửi hàng. Rồi, hôm nay video mã 22 tháng 6 ha. Đây về ít đồ dụng cụ của Nhật. Rồi, số 1. Đây về cái con này rất là đẹp luôn. Lan can luôn mọi người. Con đội xe của Toyota. Đội xe theo xe Toyota của Nhật 700 kg. Đây rất là đẹp. Nếp xi của thép nó còn sáng ống luôn. Rồi con này thì nó rất là gọn nè, gọn nhẹ và nó nâng được chiều cao khá là cao. Đây quay về nó nâng lên nha. Cái này mấy bác kiếm cây sắt xỏ qua là mình có thể quay được nó ha. Chiều cao con này như tối đa là khoảng 40 mọi người. Nè, mới quay chưa hết cái cốt nữa. Nó còn mở bò zin luôn nè. Em quay hết cho mọi người coi luôn ha. Rất là nhẹ nhàng nè. Rất là nhẹ luôn. Rồi, đây tối đa nè ha. 39 cm ha. Rồi con đội mã số 1 600 ngàn. Nay có cái con này rất là hiếm gặp luôn. Lật ảnh đích cơ mài khuôn 3 mm ha. Đây cốt 3 mm nguyên zin cứng thừ. Đặc biệt nó là điện 220V zin ha mọi người. Này. Xài điện gia đình mình rất là ok luôn. 220V zin ha. Vòng tua 8.000 đến 30.000 vòng trên phút. Công suất 90W. Này, nguyên zin điện 220 ha. Đây điều tốc 6 số. Công tắc đây. Đây mở lửa nha. Nè, cái nút này mình tắt công tắc xuống, gạt cái nút này lên là mở lửa nha. Nè. Đó. 3 mm. Hơn 3 mm mình đừng có siết chặt. Siết vừa thôi. 3 ly nó khá là nhỏ nên siết vừa thôi, đừng có lấy vít mà siết nặng vô. Tại vì siết vậy nó thường là nó sẽ hư cái phần này nè mọi người. Đó. Nó kinh nghiệm xài ha. Siết nhẹ thôi, dùng tay nó cũng cứng nữa mọi người. Ha, mình xài mấy cái mũi nhỏ 3 ly mình mài đồ mềm á, không cần phải siết mình tua chìa khóa luôn. Rồi, con này điện zin 22 ha, nên chui nó là chui 22 nè.
thử điện nha mọi người. Số 1 nè. Chạy. Nó chạy khá là êm. Nhưng mà cái số tối đa nó là số 6 ha. Nó hơi gần xíu nha mọi người. Đó, cái khuyết điểm của con này ha. Rồi, mã số 2, 850 ngàn. Con mày khuôn điện 2.2. À, nội địa. Con này nội địa thị trường Hàn Quốc đó mọi người, Hàn Quốc sản xuất chứ Nhật thì không có 22 rồi, Nhật nó đâu có xài điện 22 đâu. Rồi số 3, cái này cái tăng đưa ha, tăng đưa inox, tăng đưa inox 304 của Nhật về ha. Con này phù hợp với bác dùng ngoài trời ha, căng này căng kia căng bạc căng uống cành cây đồ rất là ok luôn. Đây cái này nâng dài ra tối đa nó dài như vậy nè mọi người, dài ra tối đa khoảng 30 ha, rút lại nè, rút hết cỡ nè, rút lại còn 20 ha. Đó, vậy khoảng cách nó đi được là 10, khoảng 10 cm ha. Này 5 phần 16, 304 nè, inox 304 ha. Cốt nó là khoảng 8 ly. Rồi một cặp 200 ngàn, mã số 3, cặp 2 cây. Mà về được một con kéo của Nhật, kéo có hết trắng, con này khá đẹp luôn. Đây hết trắng thì hiệu đi quật inox trắng. Đặc biệt cái con này nó tháo lưỡi ra được mọi người nè. Con này có thể tháo lưỡi và dùng cái lưỡi này để cạo, để cắt, để chung là vì mục đích mình dùng ha, nó đa năng. Đây, nhiều tính năng nha. Này mở được nắp chai nè. Này kẹp đồ nè, này nại hộp nè. Lưỡi thì khỏi chơi luôn, khá đẹp luôn. Mình nhìn, mình nhìn khá đẹp. Cắt thì cắt ni lông ngọt. Đây. Cái ni lông không có cảm giác luôn, cắt rất là nhẹ nhàng, ngọt. Đó. Nguyên zin đó nha mọi người. Chứ có đụng mài gì hết á. Nhìn nó bệnh nó về vậy, nhục. Rồi con này mã số 4 ha, 350 ngàn. Size 20 không dùng. Rồi nay có con tai nghe Bluetooth. Tai nghe Bluetooth của Fantronics ha. Fantronics là hiệu của Mỹ. Hàng này xuất Nhật, thị trường Nhật. Đã qua sử dụng còn xài ok, pin thì tầm 3-4 tiếng đó. Con này á, cái hãng này nó làm thiết kế cái mic rất là ok. Đây mic nó nhiều mic, một mic nè, hai mic nè, đó khe mic đó mọi người.
Rồi con này sạc thì sạc cổng này ha, micro USB. Cổng sạc điện thoại bình thường mình nó dễ. Đây. Mở cái nút on off mình mở đây mọi người. Mở lên ha, nó xanh là on. Rồi để kết nối vô điện thoại ha. Chỗ Bluetooth đây, Bluetooth. Để kết nối lần đầu mình bấm vô nút này, giữ 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 nguyên nó mấy giây. Đây nút trên đây mọi người, nhầm nút trên đây ha, nó con này khá là nhiều nút, nút tăng giảm volume nè, nút đây, nút đây, nút trên đây ha. Khi mở chớp đèn xanh đèn đỏ ha, nè đèn xanh đèn đỏ đang chớp là mình vô trong điện thoại mình là sao thấy ha. Nè nó nè, tên của nó đây, Patronix V3200 series ha, nhấn vô là xong, là đã kết nối ha. Nó rồi nó sẽ báo đây, nó sẽ báo trên 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 cái nè mọi người, trên cái thanh điện thoại mình. Đây trên thanh điện thoại mình nó sẽ có cái dung lượng pin ha. Đó hình cái tai nghe đó, có báo dung lượng luôn. Rồi có tặng cái cọng sạc kèm theo luôn. Cọng sạc này nè, nó pin cắm vô đây sạc. Cái này mình có thể cắm vô cốc sạc điện thoại hoặc là pin dự phòng được. Cắm vô nó lên đèn là nó báo sạc. Nó chớp đèn là sạc. Rồi con này 450 nha. Mã số 5. Rồi tiếp tục nói về cái con chút dây điện của Vasel nữa ha. Đây có hai con chú dây điện nha, một con của Wattmuller của Đức ha, một con của Vasel, Vasel Nhật. Con này quá thông dụng rồi, chú rất là lưỡi nó rất là trâu bò, nó xài bền. Đây con này là xài size CB, xài được dây 1.0, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2. Đó, thông dụng mình xài ở gia đình cũng ok. Và sale Nhật Spain ha. Chú cắt được luôn. Đây, chú thử cộng dây nhỏ nè. Nhỏ thì mình canh vô cái lỗ nhỏ. Cộng lớn hơn tí, lớn hơn tí mình canh cái lỗ lớn hơn, lỗ thứ nhì 1.6 đi, đó quá đẹp. Rồi chút dây mã 6 ha, 400.000. Con này của Wattmuller, Wattmuller của Đức, in gặp bên này sản xuất ha. Này của Tây Đức sản xuất.
này vút mình lên gập mani ha. Con này xài sướng, cầm nó gọn tay mà nó nhẹ. Đây, bấm rất là nhẹ luôn. Đây dây cỡ 4.0 trở xuống ha. Thông số nó để 0.5 đến 4.0. Cái này điều chỉnh kích cỡ dây nha. Dây to là mình phải chỉnh lên cho nó nặng, à, chỉnh lên hết cỡ. Dây nhỏ mình thấp xuống. Cái này cái cỡ để cỡ này để căng dây nha mọi người. Cái cự này bị rớt ra rồi mà không có cái cự cũng không quan trọng, con này tính năng nó là có thể cắt và lưỡi cắt riêng này, lưỡi cắt và chuốt này cắt rất là ngọt, chuốt thì cứ đút vô chuốt à, không cần phải canh dây lớn nhỏ nhé. Có điều chỉnh là chỉnh trên đây thôi, chỉnh nặng nhẹ. Chút hai cộng lúc. Hai cộng phải chỉnh lên. Cộng mình phải chỉnh lên nó nặng đó, tải nặng thì mình chỉnh lên cao, hay dây nào cứng nghe nào bự nặng thì nó chỉnh lên cao ha, nhỏ thì chỉnh xuống. Này thì chút nó xài nó nhanh, lợi cái này xài nó nhanh ha. Rất là nhanh, đút vô chút, nói chung không cần phải nhắm canh lỗ. Rồi, con này của con này mã số 7, 650.000, kích thước là 20 nha, thông dụng. Rồi nãy về cái con này rất là độc luôn. DCM Ben ha, của đây. Con sản xuất tại China, xuất thị trường Nhật nha. Con này là cái máy bắn keo xài binh ha. Nó có binh trong đây nha mọi người. Nguyên zin nó về như vậy ha, có binh xài còn sạc ok. Đây là sạc cũng chân, cái chân giống như cái tai nghe mình á, giống như điện thoại vậy đó. Này chân này nè. Đó, cắm vô sạc à, trái đèn lên sạc. Bác nào xài già chắc là phải có cái dây đó, xài máy điện thoại hơn á. Dây em hết rồi ha, dây em không có, bán cái máy rồi. Không có còn dây nữa đâu. Em thường xài chung điện thoại. Đó, không còn dây gì hết. Mở nguồn lên là nó nóng à, đầy nóng rồi nè. Cắm keo vô. Dạ, ra nè mọi người. Khá là nhanh nóng luôn ha. Đó. Ok vô.
5K tắt, giữ lâu thì nó mở đó. Bấm tắt rồi. Cây keo này là keo nhỏ ha, keo nến nhỏ, ngoài trường bán rất là nhiều luôn, keo nến 7 ly nha mọi người, keo nhỏ đó, hình như nó là nhỏ nhất sao, nó nhỏ nhất thì nó lấy ra. Rồi mã 8 ha, 450 ngàn còn bán keo này nha mọi người. Rồi một con xịt hơi gió này, hạt lút tơ Nhật, Osaka Nhật, sản xuất tại Osaka công ty. Rồi con này xịt rất là mạnh luôn, test gió là mạnh, ok chui Nhật. Rồi này để xịt vệ sinh đồ máy móc đồ đó, mọi người. Họ sẽ thổi bụi đồ chỗ làm việc đồ này kia, thân nó bằng nhôm xài rất là bền. Rồi con mã 9 300 này, kích thước có cái móc để treo luôn này. Treo cái bộ này, cái bác nào làm đồ trang sức thủ công này kia, làm nhẫn á, chuyên dụng nó làm nhẫn ha, của hãng gì nè, cũng hàng nội địa Nhật vậy ha. Rồi con này nó là cái đồ để đo ni ngón tay mọi người, ni nhẫn á. Này ha. 16 nữa ha. Ví dụ vậy. Rồi nó đo được là số này, từ số 1 mọi người nè, 1 2 3 4 5. Rồi nó đo liên tiếp từ số 1 lên đến số 28 ha, vòng to nhất là 28 nè. Đây 28 này. To nhất. Nguyên zin đó ha. Rất là đẹp luôn. Rồi bằng chất liệu gì không có hết mọi người. Bằng đồng hay inox gì. Rồi mã 10. Bộ này 400 ngàn. Này coi cưa này đẹp lắm nè, lưỡi chưa sử dụng luôn mới tin. Rồi cái giũa nha, giũa kim cương, giũa hợp kim, giũa hợp kim của Nhật, made in Japan ha, mới chưa sử dụng. Bác nào thường xài kéo dao đồ sắm cây để xài ha, mặt phẳng ha, hai mặt phẳng dễ thông dụng xài, để liếc dao đồ rất ngon luôn, liếc dao liếc kéo. Hàng này nội địa Nhật ha, Nhật sản xuất, made in Japan luôn. Rồi 200 ngàn, mã 11. Đây con cưa này của Shinki ha, đây Shinki Master 330. Này cái cán nó là gắn vô lưỡi này nè, này Master ha, lưỡi Master đi lưỡi 330. Để coi nó có hai cỡ 330, 360. Coi lưỡi này mấy, này như 360 ạ, lớn không nhồng mà mới tin, còn giấy hút ẩm của nó luôn, full trong hộp, trong bọc.
Đây con này 330 nha. Đây. Shinke Master 330, trời ơi nó long lanh luôn mọi người. Đây cái lưỡi nè. Ồ cái lưỡi Nhật. Lưỡi cao cấp. Lưỡi này là cưa cành, cưa ván, cưa nói chung là rất thông dụng. Bén lắm, thép này nó tôi lên. Sợ hơi cũng nghe ấn ớn mà. Nó lên với cái cán này nhìn cũng ghê ghê mọi người nè. Rồi coi thấy cầm đó ghê. Cầm hai tay cưa luôn được dịch một tay thấy giống như con dao chặt không cái cây mát đó. Rồi tổng chiều dài nó là đây, nó thiết kế nó hơi cái góc nó hơi gập nữa ha để cưa nó ăn á. Rồi tổng chiều dài con này là 68.5 cm ha. Lưỡi là 330. Rồi, con Shinki này mã 12 ha, 450 ngàn. Bộ này. Cái lưỡi và cái cán. Cán thay được. À, lưỡi thay được ha. Dòng này mình xài mốt xài lâu rồi hư lưỡi thì thay. Còn cái cán rồi hết rồi, em kết thúc video, cảm ơn mọi người.